lại lên rồi, qua này dịch nó thông báo lại lên rồi. Hà Nội giờ cũng lại chuyển màu vàng rồi chứ đâu có màu xanh đâu, màu cam đâu, chuyển màu màu vàng rồi, là lại phải tư thế tiêm rồi. Học sinh một số quận huyện là nghỉ rồi. Vậy nên cái thằng vai vớt này là nó luôn luôn là nó làm cho con người khổ, cứ hết chỗ nọ lấy chỗ kia thôi, là vì mày khó giữ lắm. Nó còn nói con gái mà con giữ cái mạng con tu, thà con chết gì con đói đi, chết gì đói gì mệt thì chết, nhưng mà tiếp tục gặp chánh pháp tu tiếp thì không sao, chết gì chết dễ cỡ không tu được uổng, rồi Rồi. tiếp tục sinh ra cái đời đời sau, cha thì nhậu nhẹt rượu bia thì mẹ thì đĩ thỏa cờ bạc điên điên khùng khùng, nhục lắm hạ liệt lắm, thà Có sống mai cậu cũng có cái sống thà sống ở đây nè, chết đây luôn, dù mà không chứng địa nữa đi nữa thì gì thì vẫn tiếp tục, đời sau vẫn có duyên mai chánh pháp, đời sau có thể là điều kiện khá hơn, có thể có trợ duyên tu tập được, kiếp này đã gặp được chánh pháp rồi, tu tập rồi, lại tập ăn ngày một bữa rồi, kiếp sau sống thương yêu tha chứ thứ rồi, chứ thì mà nếu mà phải luân hồi lại thì cũng phải gặp được cái bà mẹ, cái ông bố đúng là nó đủ duyên chứ, ít ít nó nhất cô phải tương gặp đương với mình chứ. gặp lại cái người mà nó đỡ hơn, gọi là đạo đức hơn, chứ kiếp Thì này nợ cuộc đời nợ kiếp này nhau nó lung tung lắm chứ, có đâu có phải nó duyên nhân quả mà nợ nhau một lời hứa thôi là kiếp sau làm con người ta luôn. Nó thế vậy, ngoài nợ nhau một lời hứa thôi là yêu em suốt trọn đời, cái nào sau này y đặng nào không khi nào bỏ kia, cái lời hứa nó quan trọng, thân khẩu ý mà đấy, cứ mấy đôi mà sống 100 năm kết quá tóc bạc nữa. Biết đâu mà nay mai còn mai chết thì đâu mà kết tóc bạc đầu râu nữa, đúng không, ai chả hứa vậy. Nhưng mà nó vô minh, còn khi mà nó có minh rồi thì là biết là nó chỉ là luân hồi sinh tử rồi, con người chính mình cũng không là của mình nữa. Hôm tới nó gửi cho cậu cái bài của thầy Minh Nhân ấy chưa? giờ con đại con nghe nhưng mà nghe chưa hiểu chứ phải nghe nhiều mới hiểu, nói chung là bây giờ tinh thần bây giờ là đang tập xả bớt cái sân cái dục dục cái dục sân dục dâm nhất là dục dâm khởi Dục lên, dâm khó lắm đấy chú, bây nên là giờ thì phải giảm ngủ đó, giảm ngủ đi 3 giờ rưỡi vậy rồi, 3 giờ 3 rưỡi vì cậu phải luôn luôn quán cái xác chết này, phình quán, bây giờ xương. phải ra phải thấy cái chỗ nào tử thi quán, bây giờ quán khơi khơi tưởng đâu là để mà quán cũng Không, phải bây khổ giờ lắm, đầu tiên quán cái hình bây giờ phải ảnh lên 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 mạng á nữa coi mà, mấy cái xác chết á, xác vô chết mấy thì cái nhà là xác á, người ta quay á coi cái đó, quán xong chết. rồi coi cái xác lõa lồ á của người nữ á, Bây giờ nói chứ bây chú giờ cứ tưởng ngồi ngồi tưởng ra tưởng con không thua, phải không nhìn được, thấy, nhìn thấy đã phải rồi nhìn bắt tận đầu mới mắt tư hoặc là duy thấy trên điện thoại cũng được, trên mạng đã, rồi bắt đầu với ăn uống nó thể dục lại thì bắt đầu nó mới bắt đầu nó mới hình dung ra. Rồi thứ hai là đi trên đường không may chỗ nào nó có hơi hơi là cái con vật nó chết đấy, nhảy xô vào chỗ hơi đấy nhìn, rồi cũng quán tưởng con người nó như thế này đấy, nó bòi rọ rồi bọ nó phòi ra ở những con vật đấy, thì mình cũng quán được cái đấy, nó cũng thêm phần là giảm sắc dục đấy, giảm cái thân của mình, cái thân mình là thân vô thường, tất cả mọi thứ nó do sắc thân nó do tưởng uẩn nó kích thích để mình thích thôi, chứ còn có đâu có bảo vệ của mình đâu. Vậy nên là khi người ta đã hiểu về cái năm ngũ uẩn rồi thì cuộc sống nó nhàn hạ, mà nó không còn có cái cảnh mà quay lại quay đi nữa, nó khó vậy. Vậy nên là nhiều người tu trẻ như các cậu là bức rúc lắm, là vì này bức xúc về vấn đề sắc dục lắm, đêm nó mơ liên tục, mà là vì mình vẫn nợ người ta kiếp trước, mặc dù kiếp này mình không có yêu mà không có vợ chồng gì, nhưng nó vẫn cứ có luân hồi từ bao giờ nó nhớ đến, nhất là ban ngày mà đi mà gặp người ta này cứ soi mói với người ta là chết. Đi chợ chú đi chợ cũng vậy, có nhìn để nó an toàn giao thông nhưng không xoáy một người nào đó, mà không quay lại là nhìn người ta đã qua mình mặt mình, cái đấy là cái nguy hiểm. Ra đến sân ngõ ấy, ra đến cổng ấy là đã phải quán luôn, gặp người phụ nữ bất cứ già trẻ gì cũng phải quán là như mẹ như chị như em gái mình. Hôm trước cái cô sư cô về đây cô làm bếp biết rồi là cúng dường cho mình, cậu bảo già còn hơn mẹ mình, già hơn mẹ mình nhưng mà kiếp trước biết đâu nó lại làm cái một nhân vật tình nghi của mình sao. Kiếp này do phước của mỗi người sinh ra nên người ta sinh ra già hơn, người ta đi tu rồi, mình bây giờ đến để gặp nhau, có duyên gặp nhau kiếp này ở với nhau thì tự nhiên nó nổi lên chứ, đúng không? Để chú hiểu như vậy, chứ chú cứ bảo là người cái thân vật lý này là già với trẻ nhau không 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 có. Tại sao 64 tuổi vẫn yêu cậu 24 tuổi vẫn lấy nhau đây? Đấy nhớ vậy. Đấy là nó nợ nhau.
hay là mẹ với con đấy trên công an nó xử đấy. Nhưng ở với nhau con hai mấy tuổi, mẹ 19, con 19 thì 18 tuổi đấy, còn mẹ thì sinh con là cuối cùng cha nó không biết bỏ hay mất hay chết không biết, mình chẳng xem. Nhưng cuối cùng là không dám làm gì, nhưng mà cứ ở cứ đâu, cứ múc đầu trong vật của Tây, con. Miền Tây là bây giờ dịch quá nhiều luôn mà chết cũng đang tăng lên. À đúng, miền Tây đúng rồi. Mà bây giờ chết theo kiểu mà giống như Sài Gòn vậy đó, cứ cha mẹ rồi ông bà trong một thế hệ, hai ba thế hệ chết. Rồi người trẻ có khi chết, cha mẹ thì thấy con mình chết cũng đâu làm được gì. Rồi nhân quả. Con may cuộc đời con chắc phước con cũng tu 70 kiếp con mới được ra khỏi đất miền Tây đúng không? Con phải miền Tây được cái đời hạ liệt đó để chui vô cái bậc đây là cái bậc chư thiên nè. Đây là cõi chư thiên nè. Đồng ý là có những cái thành phần nó chưa được chuẩn, nhưng mà kể nó như trong cái môi trường thư ở với các sư là chư thiên rồi. Ít nhất là sống 10 điều lành mà giữ được 5 điều lành thôi, 10 năm 7 điều lành là cũng tương đối. Còn nếu 10 điều lành thì thành thánh rồi, nhưng mà chưa được thì cũng 10 điều lành thì không tái sinh luân hồi rồi. Là chư thiên rồi. Chứ còn sống như kiểu mà đi lao động mà sống nhà trọ mà hoặc là ở quê giờ này chết chắc luôn đó. Nói chú nè. Chết chắc không cứu gì hết. Nói chú nè. Ở trọ mà ở Bình Dương Sài Gòn giờ này dịch là chỉ có đường tử vong thôi chứ không có đi đâu. Chết đói mà không là chết dịch. Không chạy được. Hết tiền dự trữ rồi thì nhà nước cho thế nào cho nhà thế nào? Nhà nước cho không có cho, không thể nào mà chăm lo. Cho hết được. Là bây lấy giờ gì mà ăn? Hàng triệu người sao mà cho hết được? Ừ, làm gì đến gì mà ăn? Không chết luôn, chết đói đúng chết rồi. Ra ngoài không cho ra. Chết đói, chết dịch. Ừ. Chết dịch là có thiệt. Chết dịch, chết đói. Vậy là rất tiếc là vì này, tại sao con người ngu si, mình cũng cảm thấy vào đây mình mới ngồi hồi tưởng lại, dùng định vô nợ quán lại. Những cái lúc mình có tiền, mình ngu si. Có lúc có vào tỷ. Cái này muốn làm trung tâm từ thiện dưỡng não cho cái thầy theo thầy Thích Thục Nạc dạy. Nhưng mà rồi duyên nó không đủ đấy. Xong bắt đầu nó tan đi thôi. Tiền nó đến với mình là mình cũng không cần thiết nữa, thì không làm nữa thì nó hướng ta mới đi tu. Nhưng bây giờ đi tu rồi muốn làm những cái đấy để cho mọi người đỡ khổ thì mình vấp vào tu hành rồi thì mình thấy cái đấy là chán, làm danh thì nó khiếp, không dám làm nữa, không dám nói. Nhưng mà ngày xưa là nếu mà ngộ được như bây giờ thì nói thật nó tiền đấy nó không rơi vào những đứa con cái nữa. Mình cho hết mà, cho hết thì có phải chúng nó này nó có thể không, tung tay. Đừng. Thì nó sư nó sư thầy cho hết gì đi tội mấy bác mấy anh mấy chị. Đấy thì đấy đã bảo rồi thì cho họ sống họ tạo lập cho con cháu đời sau họ làm phước, họ sống điều thiện ở tại gia cũng được. Còn sướng có chứ... không thì nó cũng có thiện ai, đúng là vậy, cuộc sống nó chứ biết mà rồi. Bây giờ cho phải xả tài sản, xả tâm cố chấp, xả tâm tham sân. Không, tham có nghĩa là không phải là mình còn tham tiền, mình à, biết là mình bỏ rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn tiếc là nếu như mà cái thời đấy mà nó được nghĩ như bây giờ ấy, là có những người đứng ở gánh vác ấy, thì mình đầu tư cho họ thì họ đứng ở gánh vác làm những cái trung tâm từ thiện đấy. À, giống như chứ còn mình vẫn tu, chứ còn không bao giờ mình đứng ra mình làm đâu. Làm danh khổ lắm, cậu không xem quý thầy. Khổ lắm là tu, không muốn giữ tiền mà vẫn giữ tiền đúng không? Đấy, chẳng qua là ép đấy. Tôi đừng nói tên. Nếu nói vậy cậu biết là khổ lắm. Những người trên đấy nhá, đồng đội tu với mình này, cùng hệ thống của tu giới định tuệ cả nước này, họ khổ lắm. Phật tử nó nói khổ lắm. Thầy ngày xưa thầy cũng nhiều tiền như vậy, mà những năm Facebook, năm 12 thầy đã làm YouTube rồi. Chúng còn xem thấy mà. Bây giờ thầy cứ đi mong cầu, đi kiếm đất trên cát với thầy Thích Chân Thành để làm cái trung tâm ăn dưỡng. Nhưng bây giờ thầy ra thì thầy thấy cảm thấy tu với cái làm kia thế nào. Ôi giời ơi, bây giờ chán lắm rồi, danh là chết. Bảo ôi giời ơi thầy ơi, ở đây giờ cũng đang chán rồi. Phật tử ở chỗ nọ nó kéo sang chỗ kia nó kéo cùng con, cùng một phái tu với nhau đấy, cùng ông thầy tổ đấy. Nó chỗ nào nó cũng như anh kéo của em ấy, cứ thích như các chùa đấy, muốn kéo Phật tử với nhau. Có tí nào là ra sau hoặc là có tí nào là phải kéo hết những cái đại gia sang bên bên này. Đại gia có biết về tí pháp giải thoát đấy. Càng ngày thì họ sang, còn những ông kia cũng chán thì lại muốn pháp, đi tu. Pháp trưởng lão Thích Thông Lạc. Ừ, ôi giời ơi, chứ không phải là đấy, chứ không phải là nói cái pháp bên ngoài về đại thừa với pháp mình đâu. Anh em của cái pháp đấy ấy. Anh em của pháp trưởng lão. Ừ, mà vẫn còn tranh giành Phật tử với nhau đấy. Nhưng mà mang tiếng là tu theo chứ, là chủ yếu làm danh chứ. Ừ, mấy người tu theo thì đã bảo nó danh thì nó mới biết cho nên người tu theo đâu có ai mà vậy. Câu nhớ này là họ thiếu tri kiến ở cái đoạn này này. Nhân duyên là do mình tạo ra rồi, đúng không?
người ta đến với mình như là nay đến ở đây có khi mai nó đi, chứ không phải là ở đây một chỗ này được, đúng không? Nhân duyên nó cứ kéo như đấy, làm thầy cậu xem đến này bao nhiêu người cứ muốn kéo đến để tu. Nhưng bây giờ mình nhân duyên đâu là mình nợ người ta, từ khi bắt đầu chuyển pháp cho đến bây giờ mình về đây mình cũng làm gương. Bây giờ mình cứ chọn đổi như thế là tu hành nó phải thời gian thế nào. Chứ bây giờ là khi mà đã có danh rồi thì quen nhau thì mới đến để ở nhau. Ví dụ như 8 người đang ăn cơm ở đây này, 7-8 người đang ăn cơm đây, một kiếp nào đó ở với nhau tu rồi, thế mà không thương yêu tha thứ và giúp đỡ nhau, tu ở ngoài chứ xong nó đòi tu vào đạo tu rồi. Nó chú cái ăn cái ngủ chưa được thì làm đừng vào đạo. Hôm sang bên đấy nhá, toàn bộ quý thầy không có ăn trong bát, ăn tay hết, mà không ăn bát của mình luôn. Ở đâu cái hôm mà đi sang núi bên đây, đây. Sông Ray ừ. Sông Ray hay là ở bờ? Sông Ray đấy thì 5 người đi đây ở bên không đấy, sang đây ra đấy. Núi Chứa Chàng rồi đấy, thế chú biết là ủa gì mà sư Minh Nhân không ăn mình bát à? Có để đấy, nhưng mà ăn bát to con ăn cùng với mọi người, còn mỗi mình xin phép thầy cho con ăn cái này quen rồi, thầy không nói gì nữa. Còn mọi người chớ là nhìn ăn, cái động tác ăn vào nhìn về sau ở đấy họ nhìn lại họ nói, họ bảo nể sư quá, sư ăn cả vỏ điều, sư ăn cả vỏ cam, sư ăn cả vỏ chuối cắt ra không biết mà ăn nhẫn nhịn ăn từ đầu rồi bắt đầu với ăn đúng như cái mà khoa học là ăn hoa quả trước và ăn rau riêng và ăn cơm đó. Đấy là cái học ngoài đời chú đấy, mà họ nhìn thấy họ nể lắm đấy, mà cứ bảo là thầy thôi về, chính cái cô chủ đấy, cô ấy bảo là thầy thì về đây thầy tu, còn mời thầy lâu lắm rồi, thầy bảo thu nhân duyên cũng kệ, để mai con điện cho thầy tỏ, mà thôi cứ để nó nhân duyên nó tự tới thôi, cứ nguyện nó tự tới thôi. Nhìn cái nét ăn, những cái đứng cái đi là họ biết ngay, còn những người như nào là biết hết. Nói thật với chú vậy, những cái tập bình thường thôi đấy là oai nghi chánh hạnh đấy, 22 pháp ăn đấy, ăn là không được dùng tay, ăn cắt vào xong bỏ vào bát, lúc nào có một cái kéo bên cạnh, những cái xìa. Con cũng rất xin sám hối là chưa mấy hôm nay con cũng ăn, con cũng hay bóc tay. Bóc tay cho vào mồm. Bóc tay thì có lúc thì để xuống đi lấy cái muỗng múc ăn. Nó đã thói quen lâu lắm, phải tập lâu nó quen. Còn mà chưa quen thì ăn theo kiểu ở nhà thuộc cái gì quen rồi. Hạ liệt. Ăn theo hạ liệt đấy, chung kiểu hạ liệt mà tâm nhà thầy cũng thông cảm cho con nhiều không, khi. Đấy là nhắc để lúc nào huân tập vào để tập. Chứ không những nào. Người đi tu rồi mà xuất gia rồi mà vẫn còn vậy thì chú là cư sĩ thì sao mà chú đã gọn được. Nói chung ở ngoài con ăn theo cái kiểu tục phàm tục, ăn theo kiểu chúng sanh thì khó. Vô đây xin giống xin con khỉ, giống thầy, con khỉ. Thầy cho thời gian để tập từ từ cho quen. Không, ý nhắc ra đấy quý thầy còn như vậy thì còn nói. Gấp rút quá thì cứ chế. Thứ ăn nó phải thoải mái tự nhiên, phải tự giác thầy, thầy nó nghĩ là thầy nói là tu xong rồi chứng đạo vẫn còn như thế thì tôi nói với chú này làm sao mà tu xong chứng đạo làm sao mà cũng bóc ăn tay ai? Cũng có xúc thì đã tuyên bố là chú ăn xong chứng đạo ở đây xong rồi đây ai cái thầy bên đấy đây thầy Phước Tỉnh hả? Ừ. thầy Minh Nhân hả? Ừ. Thế thì nói với chú vậy, nếu mà người ta tỉnh thức nó còn quên cả bát, lúc về còn quên cả bát ấy, không mang về thất ấy, cái y ấy phi cái nàn đôi cánh, cái bát là món chim lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, cái chứng y đêm là vẫn đắp y dù chứng, không đi cũng phải để bên cạnh ông chứng tưởng đấy, không biết là gì nhưng mà nói thì tốt lắm, nên nói vậy nên là nói với chú là trong kinh Sa Môn Quả và Sinh Phạm Võng là cái y là đôi cánh là lúc nào cũng để bay, còn cái bát, cái bình bát là cái mỏ con chim ấy, mà bây giờ mà quên bình bát thì mỏ ăn nó cái gì, làm gì có gì mỏ ăn. Cái thứ hiểu kinh rõ ràng nói trường bộ như vậy, mà thầy Thích Thông Nạc cũng nói kỹ như vậy. Trưởng lão con có nghe trưởng lão nói trong cái băng là con người xuất gia là giống như một cái con một coi như cái y áo như cái đôi cánh, còn cái bình bát như là cái mỏ con chim vậy. Đấy, còn đi nó còn để quên cái mỏ với cái cánh là chết rồi. Đấy. Sau rồi gấp ăn xong mà bay lên xong rồi mà kiếm ăn được. Đi với thầy tổ cái đây 4-5 năm là ngoài kia mình vẫn cứ ăn bình bát. Giống như trưởng lão nói mà cái bình bát như cái mỏ con chim, mấy con đi, đi săn mồi hay mấy con đi ăn, mấy con không đem mỏ theo để gì con ăn. Với thứ hai thầy nói là thế này, có rất nhiều bài pháp thầy nói là kẹo cũng vậy, con ăn bóc bỏ vào, chuối con ăn bóc bỏ vào, cam quýt các thứ con bóc bỏ bát, con đấy thìa con xúc có phải ăn thư thái không? Đây là oai nghi của người tu hành, là nó nhẹ nhàng thanh cảnh, và thứ hai là nó thuộc về cái đạo đức. Thì các con phải thoát ra con người chứ, chứ con là vật mà chứ người là người, còn con vật thì nó cũng chứ con là vật mà nó lại là vật,
Chỉ con khỉ ấy là nó bóc bằng tay nó cho mồm luôn, chứ nó không có phạt có đũa. Còn các con có bát có đũa, tại sao con không ăn nó thư thái? Thầy nói câu đấy chỉ người tỉnh nào mới biết được. Mà bao nhiêu các vị giảng hàng triệu bài, hàng nghìn bài pháp cũng không có ăn vậy. Ăn xong rồi đã là người xuất gia, ăn xong rồi để cậu biết nhá, tập phải tráng bát. Cậu phải lấy canh cậu tráng bát hết ra cơ vào cậu ăn đi. Xong cậu lấy một cốc nước, lúc trước đấy lúc nước cũng để bên cạnh. Xong cậu lại trái cái nước ấy, cuối cùng vào xong coi là bắt đầu với vái. Khi mà uống nước xong là nó sạch sẽ, bắt đầu với cái bài, có cái bài ước nguyện ấy. Hôm nay con thọ nguyện của khi nhĩ ông dường, ước nguyện con tu tập đấy, giới hành tròn nghiêm túc, không hề làm lỗi, tâm niệm dục niệm ác, không sống làm khổ mình, sống làm khổ chúng sinh, nam mô bổn sư thích ca mâu ni. Vậy thì con phải đọc cái bài ước nguyện cuối cùng, có nghĩa là miệng nó đã sạch rồi, chứ không phải cơm còn nhăn nhoét nhá trong răng ấy, trong bắt đầu em đọc tên Phật ở đấy là vẫn phạm giới đấy, không ra hệ thống gì, không hay thống nôm cơm, nó nôm cơm nó lục chụp nó tơ mơ nó bát bình bát thì nói chú là còn vợ cơm còn hạt cơm, mà cái nước canh ấy là người ta cho đấy là không phải là để mà ăn cuối cùng, mà để cho sau này ăn cuối cùng, vừa làm cho nó sạch cái răng, hai là để tráng bình bát. Nếu mà chu đáo nữa thì mang cốc nước trắng để bên cạnh là tráng cuối cùng, xong bắt đầu là xúc miệng qua cái nước đó, xong bắt đầu với đọc cái bài khấn nguyện ước nguyện cuối cùng. Những người cúng dường cho con đều được gặp chánh pháp đấy, cái bài đấy là bài ước nguyện cho người ta đấy, có cái gì đâu.